khá là thú vị, gọi là game giật tiền. Đấy, đấy thôi qua giật này, cái này nó sập xuống, sập xuống trúng một phát đứt cánh tay của chúng ta. Game rất easy luôn. Ấy chưa mà, chưa kịp chơi. Ủa vậy sẽ giật không được chơi. Một xíu nữa thôi. Lại. Chưa được. Yes. 100 tiền. Tiếp. 200 tiền. Lên tiền, làm tiền không khó. Trăm tiền nào. Ui, nó nhập liên tục sao chơi. Chưa. Oh yeah. Rồi 1 triệu đồng rồi các bạn. Game over.